ống về, rồi sao khiến gì chết rồi, tiếp hơi bơm tay mình đó rồi về tới nhà. Tới nhà rồi sao mấy đứa này nó rút rồi sao ông thở cái khì ông sống lại đó. Ủa vậy hả? Ờ chết rồi. Người sống lại. Trong bệnh viện là bác sĩ trả đâu có tiền. Có vậy, có ông vậy sống lại luôn hả? Ờ. Rút ống ra là ông rút ống ra là ông tỉnh lại. Xin chào bà con quý khán giả đang xem Cơ Hoàng Xanh. Kính thưa quý chú anh chị, mặc dù bây giờ thì trời tối rồi, tầm khoảng là 7 giờ mấy, 8 giờ tối rồi, nhưng mà Hoàng Xanh đang nhận được cuộc gọi của một gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn, coi như là sinh mạng của một ông lão coi như là như ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ thì Xanh cũng chưa có vô nhà, nhưng mà con gái của ông đã gặp Hoàng Xanh. Giờ thì chị năm nay bao nhiêu tuổi chị? Dạ 35. Chị tên gì? Họ tên luôn hả? Dạ, đọc cái tên gì là được rồi. Hiền. Chị Hiền, rồi. Chị Hiền gọi em tới hoàn cảnh mình thế nào thì chia sẻ cho em hả chị Hiền? Hoàn cảnh giờ cũng khó khăn nữa, hồi đi bệnh viện Phú Lộc á. Ai đi? Em đưa ổng đi á. Ổng là ai? Ông gia ba, chồng á. Ba chồng, rồi dạ. Sao nữa? Rồi đi cũng không còn tiền nữa, còn có 300 ngàn trong túi à. Đi đi xuống đó cái bằng sao ổng nằm cái tự nhiên lên đường cao quá không biết á. Bác sĩ nói giờ chuyển đi gấp, giờ em nói còn có 300 ngàn trong túi à. Em cũng không có tiền để em đi nữa. Cái thấy vậy bệnh viện Phú Lộc chở đi giùm, đi không có tính tiền xe tiền gì hết, còn viện phí nhiêu tiền thì người ta cũng cho. Chở luôn chở đi đâu lúc đó? Chở đi đâu? Đi bệnh viện Bạc Liêu á. Rồi bây dạ. Giờ là thấy chú hình như chú được về phải không? Dạ, tại hoàn cảnh khó khăn quá, đi ra bển một ngày là đóng 2 triệu ngoài á. Không có tiền ha. Dạ giờ cái xin về, xin về cái vẫn còn thiếu viện phí ngoài còn 5 triệu mấy nữa. Ồ vậy hả? Dạ. Khi em xin về, nói giờ em cũng không có tiền mà nằm ngoài, cũng không có tiền mà chữa trị cho ổng nữa. Cứ chú bị bệnh gì? Chú bị bệnh gì chị? Tiểu đường, người ta nói tiểu đường nặng quá. Rồi con cái rồi mấy người? Con gái của ổng vợ trước là được 2 đứa. Rồi vợ sau, bà mẹ chồng em không có đứa nào hết. Nhưng mà nhà nghèo, không có ruộng hả? Không có ruộng, đất đai gì hết á. Đi làm mướn không à. Rồi ổng thì ở nhà thì giữ cháu, 4 đứa cháu. Rồi coi như là không có tiền chữa cho chú, giờ là dạ. Coi như là cho chú về. Dạ. Rồi bây giờ bữa nay thấy bà con đông quá trời kìa, coi như là bữa nay làm gì chị? Làm tụng kinh hả? Dạ, tụng kinh xuất cao đả hả? Dạ xuất cao đả. Là tụng kinh rồi coi như là cầu an cho ổng. Cầu an chứ. Bà con rất là đông lắm ha. Dạ. Rồi bà con trong xóm đây thấy nghèo hoàn cảnh khổ quá thì người cho người 150 có gạo, người cho bánh, cho đường bột ngọt thì đủ thứ. Bây giờ là giờ, sức khỏe của chú giờ đem về thì chú đỡ hơn chưa? Dạ đem về em thấy ổng hơi khỏe hơn chú. Rồi dạ. Đi bệnh viện bữa đem về là nói tháo ống ra là ổng đứt. Bây giờ về cái tự nhiên ổng thấy ổng khỏe lại. Tại vì em nghe là có kênh khác quay rồi nhưng mà dạ. Chị người nhà chị nói là quay nhưng mà kiểu như người ta không có cầu nối được nhiều á, được dạ. Nhiêu được bao nhiêu? Được hôm qua đưa cho mẹ chồng được 500, bữa nay được 1 triệu. Rồi nghe nói đang gia đình đang khó khăn quá nên em ghé. Nói chung là không phải là mình ấy đâu, nhiều kênh quay thì càng tốt. Nhưng mà đại khái là khi có kênh khác người ta làm cầu nối rồi em không có muốn vô. Nhưng mà thôi đi ngang vậy thì có duyên thì em cũng sẽ vô thăm luôn, thì lỡ rồi. Thì Hoàng Xanh với em thế đi quay ở rất là xa của chú chị. Hoàng Xanh đang đứng ở đây là ở vùng rất là sâu của chú chị. Từ quốc lộ vô đây là khoảng tầm 3-4 cây á, ở đồng ruộng. Đây tại Phú Giao, xã Thành Quế phải không? Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Rồi bây giờ thì giờ chị có thể dẫn em vô nhà được không? Bây giờ bà con sư tụng kinh xong chưa? Xong hết rồi. Xong hen. Rồi bây giờ em thăm chút xíu rồi biết sao, nếu mà có duyên á thì mạnh thường giúp chú sống, tại vì thấy hoàn cảnh gia đình mình cũng nghèo khó như vậy. Bà con lối xóm này có như đi vô đây để mà thăm đó ha. Dạ đi vô thăm. Rồi con cái của chú rồi có qua không? Có 2 đứa con gái mà cũng nghèo khổ nữa. Vậy hả? Dạ. Làm gì chị? Cũng đi làm mướn người ta không. Bây giờ em xin phép bịt khẩu trang nha. Dạ. Thưa anh chị thì Xanh sẽ vô thăm coi thế nào, nếu mà tự nhiên có thể chia sẻ, người ta gia đình rất là nghèo luôn các chú chị. Rồi chào tất cả mọi người. Đây là nhà đây đó hả? Dạ. Rồi chào bà con nha. Dạ chào cô. Nhà đây hả? Chú tên gì vậy chị? Bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Hiếu Mạc, mà đời chính xác gần Mỹ chính mạc. Cô đây là vợ chú. Vợ có chú. Đây là ai bé này?
bé là con ruột. Ruột ha. Con có vợ trước. Rồi coi như là không có tiền phải đưa chú về luôn á hả? Dạ. Bà con lối xóm tới đây đông quá ha. Dạ. Rồi chào chú, nói chuyện được không chú? Rồi nói được hơi yếu ha. Dạ hơi. Rồi chú bị sơ gan á hả? Rồi đây là anh, đây là ai? Con chú hả? Con của tôi, con ruột của mẹ. Con ruột của cô. Con của mẹ ở với hai ông bà ở nhau không có con. Nhưng dạ. Mà mấy đứa này nó yếu lắm là mà hai vợ chồng thằng này nuôi không đó. Dưới dạ. Bệnh viện chúng con xanh biết không? Vậy là anh này đúng. Là con con của mẹ. Dạ, rồi, con rồi. Của vợ. Chứ là ba dượng. Cái này nè là anh con làm gì vậy? Nè. Làm hồ làm thuê á. Rồi xuống này bà con mới rồi gì đó. Xong rồi khó khăn lắm chứ mình xong rồi. Mơ kinh mà bỏ ba bốn hút chân đây. Có nghĩa là người ta tới người ta cho gạo. Cái này kia để nấu cháo cho bà con ăn ha. Đúng rồi. Chú còn xanh biết không? Nằm bệnh viện đâu có tiền. Bằng phải rút về chứ nếu mà không có bảo hiểm một ngày đóng tới 2 triệu. Rồi đâu có tiền. Biết coi trên YouTube biết hết á. Ừ rồi cái mấy đứa này nó cứ biết số điện thoại đó nhờ chú quan xanh vô giúp đỡ đi chứ giờ thấy hoàn cảnh quá khó khăn. Khó khăn dữ lắm, tôi nói khó khăn dữ lắm. Ừ. Không có tiền nên phải về đúng không? Phải rút ống về. Rồi sao khiến gì chết rồi. Tiếp hơi bơm tay mình đó rồi về tới nhà. Tới nhà rồi sao mấy đứa này nó rút rồi sao ông thở cái khì ông sống lại đó. Ủa vậy hả? Ờ chết rồi. Rồi sống lại. Trong bệnh viện là bác sĩ trả về rồi lần này lâu có tiền. Có vậy, có ông vậy sống lại luôn hả? Ờ. Rút ống ra là rút ống ra là ông tỉnh lại. Thở bằng bóp bóp bằng tay mình đó, cái bình oxy bóp tay á. Dạ. Còn thở nhưng nhờ bóp cái bình đó đó. Rồi. Nếu mà rút cái bình đó ra là bác sĩ nó có thể chết nhưng mà sao rút ra ông này ông lại ông tỉnh lại. Ừ, nó kỳ diệu vậy. Dạ, lạ quá. Nè chú còn xanh kìa, đợi coi cái giò ổng bầm tím. À nè lại coi cho coi cái giò đó đi. Cái gì người nghèo vậy đó, họ không có tiền đi viện luôn. Lại tử chết rồi đó. Đó cái chân cẳng giờ ổng già vậy cũng như ổng bị đường rồi giờ em cũng không có tiền cái da của nó không còn nữa đó bây giờ vậy đó nhắm sao mà sống hôm nay là con dâu đi chăm không á em cho bà vợ anh này dạ. Có hiếu quá hen có nghĩa là ba đây là chỉ là ba dượng thôi dạ. Ba dượng thế mà con đúng dâu rồi. Này cũng qua chăm mà con người qua chăm quá có hiếu dạ. Đúng cuộc sống như vậy đó sống như vậy thì quá tốt người người con trước của chú đâu con gái hay con gái hả ờ con gái đẻ hả con trẻ quá hen dạ. Với tuổi có chồng em đi 26 tuổi hả người chị em đâu có nhỏ em con đứa em ờ nó nói với tôi mà nó khóc nó xin văn ơi con rút ống ba con mà con khóc 3 tiếng đồng hồ nó bị đâu có tiền đóng viện nữa đành phải rút còn tiếp hơi thì vẫn còn thở con rút ống mà thằng này nè nó nói con khóc 3 tiếng đồng hồ đó con của vợ đó mà nó thương vậy đó hiền lắm ở đi vô thăm ổng ổng đi ra cứ đứng khóc không à chứ không có tiền biết làm sao không có tiền dâu sao mà thương quá nhà không có tiền không có điều kiện luôn hả dạ. Em cũng phải đi mượn tiền ngày. Mình không có ruộng đất chứ hả? Cứ quanh năm suốt tháng làm thuê hả? Có đâu được chỗ ở vậy đó. Tôi ở kế bên đây tôi biết mà. Kế bên biết gần mà đi hỏi từng ngày từng tháng. Em cũng có đất ở nữa nhờ cái chú ông bác ổng cho đất ở ở ổng cho miếng đất ở đây ở nè. Nhưng mà bây giờ chú bị thế này nè, bây giờ mình có cách nào giúp chú không? Dạ. Giờ mình có cách nào giúp chú không? Có giờ chỉ có nằm vậy không có tiền. Nằm vậy rồi giả sử mình nói giả sử như chú 100 tuổi rồi tính sao không có tiền nữa chị tôi quý mà chắc có hoàng xanh hỗ trợ giúp chắc sống 100 tuổi rồi nghe coi chừng nghe à, con đi thăm hoàn cảnh mong muốn hoàn cảnh nào cũng phải được vượt qua hết trơn á muốn cho họ vượt qua cái khó khăn đau khổ buồn lắm hoàng xanh ơi chúng thì ổng không ở cần cái mà tại vì ở kế bên nhà mà đi qua đi lại mỗi ngày ổng hiền lắm vợ bốn đứa cháu tám đứa cháu đi học nhờ có ổng em mới đi làm được giờ ổng vậy là ở nhà đứa cháu đi học giùm chú khó thở rồi phải không chú bị bệnh gì ngoài tiểu đường con bệnh gì đó không bị chú xanh biết sẵn rồi tiểu đường là nó phải phá nội tạng rồi giai đoạn cuối là nó biến chứng nó phá chú nội tạng rồi uống sữa đâu chị giờ uống sữa rồi sao em đúc được mà chán chán cháo nhỏ vậy rồi con dâu này con dâu mà con dâu là con có dượng đó ha con có mẹ nữa cho nên rất là vậy là có hiếu luôn á con của cô này mà cô này cũng như là vợ sao rồi rất là có hiếu luôn rồi có phước lắm á sau này vợ chồng này là có cái hậu vận lắm á tại biết làm phước ông này ông diễm phúc lắm gặp hai đứa này
Mà hay vợ chồng cũng làm thuê làm mướn không em? Làm thuê làm mướn, ai kêu xịt thuốc thì nó xịt thuốc, mà ngày nào không xịt thì đi làm hồ, ai kêu thì làm đấy. Vợ cũng vậy, nhưng mà có là nhà này là giữ cháu rồi ở với bà. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 56 rồi. Dạ, vậy cô 56, cô cũng còn trẻ. 56 thôi hả? 56 rồi. 56 không trời? Em tôi mấy tuổi đó bà? Dạ, 56 không? Phải, tuổi thân, tôi lớn hơn mấy tuổi nè. Tại biết không, còn xanh, nghèo thì phải vậy rồi. Đi làm mướn, làm thuê, ghét con người nó mới vậy đó. Ồ, 56 tuổi mà nghèo. Tính có gì trời. Ừ, nhỏ hơn tôi mấy tuổi đó, tôi gần 60 hả? Quan cảm đi làm đó không à, đi làm mướn ăn suốt năm mà, từ nhỏ tới lớn mà tôi về đây. Cô tốt có em sống viền mà chia sẻ rồi cho chú nghỉ ngơi đi. À, chú chị thì bà con lưới xóm này rất là thương, là tới rất là đông. Nói chung là ở dưới quê mà có đám tiệc mà có bà con tới chia sẻ thì rất là ấm áp luôn. Dạ. Tuy là nhà nghèo nhưng mà sống diện thương, tình thương rất là mến thương. Rồi mình ngồi đây xíu đi ha. Rồi, bà con tới cho lon gạo rồi đó, nấu cháo rồi ngồi cũng như là trực vậy đó. Không cần mua, không cần mua. Tại vì con có chai nước suối trong cái ba lô. Dạ. Không cần đâu, người ngồi chơi. Dạ con biết rồi, nhưng mà có con... Dạ. Thì con trái đồ cô bác em cho không đó. Dạ. Thì thôi bây giờ con nói thế này nè, con nói với cô với chị đi, hay gia đình đấy ngồi đi. Thì coi như là con đi làm từ thiện, con đi ngang đây, người nhà nói anh Sài Gòn Xanh ơi, bây giờ gia đình đang gặp khó khăn, rất khó khăn luôn chú, coi như là không có tiền để mà đi viện, giờ phải về. Cho nên nhà rất là nghèo, cho nên thấy vậy thì con cũng ghé. Thì con cũng thấy chú cũng yếu lắm rồi đó, nhưng mà gia đình mình thì coi như là bế tắc quá, khó khăn. Người ta có tiền mà ổng tỉnh vậy, ta đem đi viện rồi, đâu có để ở nhà. Mà này quá, không còn đường nữa. Không còn đường cửa luôn, không còn tiền. Em cũng đi mượn tiền ta đóng tiền tháng, tiền ngày không. Ờ, nếu mà đáng lẽ là tỉnh là đưa đi bệnh viện liền không? Đúng rồi, nếu mà người có tiền ai để vậy? Ta bật liêu còn 5 triệu. 5 triệu luôn? Ừ, 5 triệu. Chồng nhỏ này nắng mãi đó là ký giấy nợ lại. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà chú có bảo hiểm không? Không, không có đó mấy chị đó. Hồi đó mua bảo hiểm là ngon rồi ha. Ừ, bởi vì người ta nói là người ta nghèo rồi còn cộng thêm khổ nghèo nữa. Nghèo mắc cái eo đó. Nghèo mắc cái eo, nghèo còn thêm khổ nữa. Giúp tường mình chú Hoàng Xanh đó nha. Và bây giờ nếu mà giúp á, thì con nói thiệt với cô là con chỉ giúp trong cái phạm vi là coi như là cầu nối chích một phần nho nhỏ gì đó. Tại vì con không phải là người kêu gọi từ thiện cho nên cũng con không có tiền số tiền lớn đâu. Mà kiểu như là hoàn cảnh nào có duyên thì con tới thôi. Mà cũng may thầy phước chủ, coi như là người nào có duyên có phước có phần thì tùy theo cái duyên của họ. Ha. Mặc dù có kênh khác quay rồi nhưng mà con đi ngang thì thấy chia sẻ thì con thấy xót ruột quá, con thôi ghé thăm chút. Dạ. Lo gạo qua thôi chứ nhà không có gạo nấu luôn hả? Cái mua cái này mua cái kia nấu chung. Ủa nhà không có gạo nấu luôn hả? Người cho chục ký, người cho vài ký nè. Hôm nay ta cũng cho mà sắp lại đó, người cho chút chút vậy đó. Mất đi rồi sống lại mà lại không có tiền đi viện, gặp người khác là nó đi viện với người ta nói. Là biết hoàn cảnh rồi đó. Rồi. Khó khăn quá trời luôn. Ở đây thương nhau lắm nè, đó người ta thương, người ta lợi. Đúng rồi, xóm viện là như vậy á, xóm viện á. Đi nghèo, bà con ở đây đa số chắc đi làm thuê không ha? Làm thuê không hả? Đi làm mướn không ha? Người nào đỡ đỡ thì ta có ruộng, tại thương nhau. Dạ. Ừ, có chút nè, có nhiều đó đó. Nghiệp gia đình quá. Thôi sụp sụp cái chân, ở đâu có đủ đâu mà che qua cái lộ, ở nhờ cái lộ nữa đó, vậy đó. Dạ. Thấy là biết rồi. Bây giờ có như đem về mà mình không có đem đi viện nữa ha. Dạ, tại không có tiền đem đi. Đem đi nổi không? Nhà không có gạo nấu luôn hả? Mà con cho không? Con cho. Ôi, nhà sụp hết mẹ. Không có chỗ ngủ nữa, cháu. Dạ, không có chỗ ngủ luôn. Dạ. Con đưa cháu mẹ. Quá trời cái nhà đó. Chú chị ơi qua đây thế đây. Chú chị ơi coi như là bà con tới để mà cho vịt, cho gà rồi. Dạ. Cho gạo nấu cháo nữa. Dạ cho đủ thứ. Kẻ ta cho kẻ con đi. Dạ. Là ta cho được như đó gạo ha. Được cho được nha. Dạ. Rồi bây giờ mình ra trước đi ha. Rồi cố gắng chăm ẩn ha. Rồi, con của vợ mà chăm sóc cho dượng tốt quá, dâu nữa.
Qua cho chú nghỉ ngơi đi. Đây mình qua đây ngồi tí xíu đi. Để, bây giờ ai là người đi thăm, ai người đi chăm chú? Em. Em phải không? Dạ. Chị phải không? Chị tên Loan phải không? Tên rồi. Hiền. Tên Hiền hả? Dạ, dạ. Rồi. À, bây giờ thế này là chị Hiền. Thì em từ thực sự là em tới đây thì giống như cái duyên của em bữa nay mới biết gia đình. Mặc dù gia đình cũng gọi kênh khác quay rồi nhưng mà không sao, tại vì em thấy cũng thương nghe kể hoàn cảnh. Cho nên thì em tới em chia sẻ được bao nhiêu chia sẻ. Dạ. Nếu giả sử như là có vấn đề gia đình thì mình cũng có thể có tiền để mình xây sở trong cái lúc mà giai đoạn này nó coi như là. Dạ. Em giờ ông vậy. Bây giờ đọc số điện thoại đi, nếu mà cô bác nào có tấm lòng hảo tâm nó có thể điện thoại trực tiếp cho mình, giúp cho mình luôn. Tại vì Hoàng Xanh nhiều khi Hoàng Xanh không có tới đây nữa. Số điện thoại của em 033 rồi 874 6441. Rồi, là tên Hiền phải không? Dạ. Hiền ở trên, Phú Giao trên, trên điện thoại của chồng em là Sơn Tính. Sơn Tính hả? Dạ. Rồi, Sơn Tính. Sơn Tính hả? Sơn Tính. Rồi, Sơn ấp Tính. Phú Giao ha. Dạ. Rồi. Xã Tâm Quế. Dạ. Bà con ở đây thương quá ha. Rồi. Kính thưa quý chú anh chị biết khán giả, thì hôm nay thì Xanh tới đây Xanh trích tiền của chú Trần Sơn là chú ở Mỹ, chú gửi cho Hoàng Xanh là 10 triệu đồng để con 10 triệu đồng để giúp cho hoàn cảnh. Bây giờ Xanh trích hết luôn để giúp cho hoàn cảnh là chú Trần Sơn ở Mỹ nha. Xanh sẽ trích 10 triệu luôn, tại vì Xanh muốn làm như vậy để cho gia đình nếu mà đưa chú đi bệnh viện thì đưa đi được, còn nước còn tát, hoặc là gia đình có chuyện gì á thì cũng có tiền để xây sở trong cái phạm vi đó hen. Rồi số tiền của chú Trần Sơn 10 triệu. Đây, đây cho. 1 triệu ha. 2 triệu. 3 triệu. 4 5 6 7 8 9 10 nha, 10 triệu của chú Trần Sơn. Dạ. Con cảm ơn chú Trần Sơn bên Mỹ. Dạ, con xin cảm ơn chú Trần Sơn bên Mỹ đã giúp gia đình, giúp đỡ gia đình con trong lúc hoạn nạn khó khăn. Con xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị nha, gắng chăm chú nha. Rồi à. Dạ dạ không sao. Dạ, dạ cảm ơn Hia nhiều lắm. Dạ thì thấy gia đình vậy thì Hoàng Xanh cũng không có kìm lòng được, quá khó khăn rồi. Chú nằm cũng như là tới tội quá, bây giờ chú muốn chú ăn uống gì được cho chú ăn uống đi. Dạ. Là có thể mà dạ, uống được sữa, làm được chút, gì mình cứ làm cho chú nha. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ em xin phép nha. Dạ. Chúc chú mau khỏe. Rồi con chào cô luôn ha. Dạ. Rồi. Rồi chào em luôn ha. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi chào đại gia đình mình luôn. Bây giờ khuya quá rồi, bây giờ Hoàng Xanh thấy vậy. Rồi chào bà con lối xóm mình nha. Rồi chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn nhiều. Cảm ơn chính quân sốc sắp bãi tất cả hết em đi. Rồi, và chính quân sốc sắp bãi luôn. Rồi, rồi. 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 Chúng tôi sống sẽ bảy mươi miếng thật hả? Sống lé, sống lé tao ổn nè. Bạc cả thăm ngày hay lên, mấy chị nói là làm YouTube ngày hay lên, nghe hay lên, bà con thương hát cho hay lên. Thôi, sống lé tao ổn. Kính thưa bà con quý khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh, bây giờ khuya rồi, Hoàng Xanh với Thanh Thế xin được phép về. Nói chung là những hoàn cảnh họ rất là đau thương, họ rất là cần sự sẻ chia, sự giúp đỡ. Cho nên thì Xanh làm nhiều câu nói này, Xanh cảm thấy rất là xúc động. Chú chị thấy không, vô tới nhà mà coi như là gạo cũng không có, nó tới cái ngày mất, tới cái ngày mà coi như là yếu, chú yếu rồi mà còn không có gạo nấu. Chú chị thấy rất là quý báu cái tình cảm của Mạnh Thường Quân. Bây giờ thì Hoàng Xanh xin được phép về đây, chú chị để hai bên coi như là cánh đồng trùng sâu đó. Rồi đồng ruộng rồi. Rồi chào tất cả mọi người nha. Rồi chào các anh. Dạ 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 rồi. Bây giờ chào cả nhà luôn. Rồi bye bye cả nhà. Dạ. Ở kinh đó, ở kinh đó pu ơi. Hai pu. Ở kinh. Dạ. Ban chui ơi nẹt tầm soát vẫn là mê miếng sọc phúm có sợ bại chất đấy đó. Đúng rồi. Sợ bại đấy ban ban dân kia nạp sinh. Mên tên luôn có nè, có mên tên. Bà ta. Rồi. Rồi chân lé nè. Lé nè. Rồi. Bye bye cả nhà ơi.